Du lịch cuối tuần cùng router Mekong. Người Bến Tre đi du lịch Bến Tre. Đường vào bên trong rất rộng. Khu nhà ở cho khách du lịch ở xa. Hôm nay cuối tuần lượng khách cũng khá đông, xe du lịch đậu rất đông. Đây là cây lúa nha bà con. Cây lúa hôm nay đó có mấy căn nhà dừa đẹp. Hả? Đó hả? Mình chủ. Cái đồ này khác, đồ mà sao khác hả? Anh chủ con rất rẻ. Đây có nhà hàng tiệc cưới đây luôn nhé. Cà phê ngoài trời về đêm. Cà phê ngoài trời về đêm mình nằm ở đây. Tại khu du lịch có 2 bãi xe. Xe cho thuê chạy lòng vòng trong khu router Mekong. Khu nhà hàng tiệc cưới máy lạnh. Cầu tàu. Khu du lịch router Mekong nằm ngay sông Cái Gà, Chợ Lách, Bến Tre. Có nguyên cái nhà nuôi yến rất to. Khách đang cà phê.
quầy sẽ ăn cháo. Hả? Đưa bình nước nè. Ba xong cái gà chả lách Bến Tre. Trời hôm nay rất đẹp. Cái viên đem nhãn cho bạn. Cái bên. Ừ. Cái bên. Cúm đầu nữa nè. Cúm đầu. 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 Cúm đầu.